xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Land. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. SJC thông báo mua lại vàng miếng một chữ, khách hàng sở hữu thở phào. Sau khi ngừng mua vàng miếng SJC một chữ và vàng mấp méo trong hơn một tuần qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC đã nhận được thông báo từ Ngân hàng Nhà nước cho phép gia công và sẽ tiếp tục mua trở lại vào tuần sau. Đây là động thái được nhiều người nắm giữ vàng miếng loại này mong đợi, vì trước đó, việc ngừng mua đã gây lo lắng cho các khách hàng có vàng miếng loại một chữ và vàng bị mấp méo. Chị Xuân, một cư dân thành phố Hồ Chí Minh, đã mang 5 lượng vàng miếng một chữ đến bán tại cửa hàng SJC nhưng bị từ chối với lý do công ty đang tạm dừng mua loại vàng này. Loại vàng miếng này được sản xuất từ những năm 1992-1996, trước khi SJC trở thành thương hiệu vàng quốc gia và có đặc điểm là một chữ cái trước dãy số series. Vàng miếng có từ 2 ký tự chữ cái trên series đã được sản xuất sau đó. Một trường hợp khác là chị Hồng Vũ ở Hà Nội cũng gặp khó khăn khi cố gắng bán 3 lượng vàng miếng tại cửa hàng SJC do vàng của chị đã cũ và bị mấp méo. Chia sẻ với tri thức Z News, đại diện SJC giải thích rằng công ty đang tồn kho hơn 1.000 lượng vàng loại này và chưa được cấp phép gia công từ Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định, công ty cần có đủ lượng vàng để xin phép gia công và sau đó mới tiếp tục mua vào. Việc ngừng mua là để tránh rủi ro tài chính và đảm bảo cân đối vốn. Thông tin cập nhật từ SJC cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép công ty gia công vàng miếng loại một chữ và vàng mấp méo. Vì vậy, SJC dự kiến sẽ khôi phục việc mua vào từ tuần sau. Lượng vàng miếng loại một chữ và vàng mấp méo được gia công qua các năm trước đó khá lớn. Ví dụ như năm 2014, SJC đã gia công 50.000 lượng, năm 2015 là 65.000 lượng và năm 2016 là 60.000 lượng. Ngoài việc xử lý vàng miếng loại này, Nghị định 24 năm 2012 đã quy định rằng Ngân hàng Nhà nước có quyền độc quyền sản xuất vàng miếng và SJC được chỉ định là thương hiệu quốc gia để thực hiện các quy định này. Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã chia sẻ rằng theo Nghị định 24, SJC không được nhập vàng miếng từ nguyên liệu vàng mà phải gia công lại vàng mấp méo theo hạn ngạch hàng năm. Về giá vàng miếng SJC, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2 tháng 8, giá mua vàng của các doanh nghiệp lớn như SJC, BNG, Doji và Phú Quý niêm yết ở mức 78,3 triệu đồng trên một lượng, tăng 500.000 đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra vẫn ổn định ở mức 79,8 triệu đồng trên một lượng. Thành phố Hồ Chí Minh quyết xóa sổ những điểm nóng về đầu cơ, thao túng và trục lợi vàng miếng. Theo báo Lao động, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quyết định quan trọng nhằm thiết lập một tổ công tác đặc biệt để đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn thành phố. Tổ công tác này được thành lập với mục đích quan trọng là ngăn chặn các hoạt động đầu cơ, thao túng và trục lợi liên quan đến vàng miếng nhằm ổn định thị trường vàng trong bối cảnh hiện tại. Theo quyết định, tổ công tác sẽ có nhiệm vụ thu thập và phân tích thông tin về tình hình giao dịch vàng miếng, cũng như theo dõi và kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu đầu cơ, trục lợi hoặc gây bất ổn cho thị trường vàng. Ngoài việc thu thập thông tin, tổ công tác còn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để thanh tra và kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh vàng, bao gồm cả các cơ sở mua bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ. Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là tổ trưởng của tổ công tác và có nhiệm vụ chủ động nắm bắt tình hình, đề xuất các giải pháp để ổn định thị trường vàng. Công việc này bao gồm việc chỉ đạo các đơn vị công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý các cá nhân, tổ chức nghi vấn buôn lậu vàng hoặc gom vàng để đầu cơ, trục lợi. Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng vai trò tổ phó với nhiệm vụ thu thập và chuyển giao thông tin về các giao dịch mua bán vàng miếng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC và 4 ngân hàng thương mại quốc doanh gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tham mưu chỉ đạo để các ngân hàng này chủ động phát hiện các nghi vấn liên quan đến việc thuê mua vàng, thu gom vàng và cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an để thực hiện các biện pháp điều tra cần thiết. Các bộ phận khác trong tổ công tác bao gồm Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Quản lý Thị trường sẽ hỗ trợ trong việc xác minh dòng tiền và nguồn tiền mua vàng. Họ sẽ thu thập các tài liệu cần thiết từ các ngân hàng, bao gồm hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản và chứng từ giao dịch để làm rõ các nghi vấn liên quan đến việc mua gom hoặc thuê mua vàng.
Đồng thời, tổ công tác sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở mua bán vàng trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Gần đây, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã thông báo rằng họ chỉ nhận đăng ký mua vàng miếng SJC từ các khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng này và đang hoạt động. Quyết định này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý thông tin khách hàng, đồng thời đảm bảo quy trình vận chuyển vàng miếng được thực hiện một cách an toàn và thuận lợi. Trước đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cũng đã triển khai quy định tương tự, yêu cầu khách hàng có tài khoản Việt Nam đồng tại ngân hàng và đủ tiền trong tài khoản khi đăng ký mua vàng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank cũng dự kiến áp dụng hình thức này trong thời gian tới. Việc bán vàng cho khách hàng có tài khoản tại ngân hàng sẽ giúp giảm thời gian thực hiện quy trình nhận diện khách hàng và góp phần phòng chống rửa tiền. Theo nhận định của chuyên gia vàng Trần Duy Phương, các giải pháp mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng đang triển khai cùng với các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới. Đặc biệt, việc thu thập thông tin người mua vàng miếng SJC sẽ giúp ngăn chặn tình trạng đầu cơ và làm giá, đảm bảo rằng chỉ những người có nhu cầu thực sự mới tham gia mua vàng, từ đó giảm bớt tình trạng đổ xô mua vàng miếng SJC. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên cao cấp tại Đại học Kinh tế TP.HCM UES nhận định rằng tình trạng vàng hai giá đã xuất hiện khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng SJC trực tiếp cho người dân qua các ngân hàng quốc doanh và công ty SJC. Sự chênh lệch giữa giá bán chính thức và giá thị trường tự do xảy ra do nhu cầu thị trường lớn nhưng số lượng người mua vàng miếng còn hạn chế, dẫn đến tình trạng những người có được vàng mang ra ngoài bán kiếm chênh lệch. Vì vậy, về lâu dài, cần thêm các giải pháp để đảm bảo sự bền vững của thị trường vàng. Tại họp báo thường kỳ gần đây, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng cơ chế bán vàng trực tiếp qua hệ thống Ngân hàng Thương mại Nhà nước đã bước đầu đạt được hiệu quả, giúp kiểm soát chênh lệch giá vàng miếng SJC so với giá thế giới trong một biên độ hợp lý. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời và cần có các chính sách lâu dài phù hợp hơn. Các chuyên gia đề xuất một số giải pháp dài hạn để phát triển thị trường vàng bền vững. Một trong những giải pháp là sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP để xóa bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC và độc quyền nhập khẩu vàng của Ngân hàng Nhà nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân còn gợi ý áp dụng thuế tài sản đối với vàng để giảm sức hút của kênh đầu tư này, hoặc nghiên cứu thí điểm chứng chỉ vàng như một cách thay thế vàng vật chất. Việc phát hành chứng chỉ vàng sẽ giúp giảm sự hấp dẫn của thị trường vàng vì người dân sẽ nắm giữ chứng chỉ thay vì vàng vật chất. Đây là một cách để điều chỉnh tâm lý đầu tư và hướng người dân sang các kênh đầu tư khác nhằm hỗ trợ sự phát triển kinh tế ổn định hơn.